vị trong đạo tràng có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ Rạng Đông ơi, Rạng Đông mở hàng đi Rạng Đông ơi. Rồi mời Rạng Đông. Dạ con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Đạt vừa trở lại đạo tràng. Dạ sư có nghe được âm thanh con? Dạ con kính nhân mít đến sư. Con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư cùng chúng con ông bài tiên phong ông bài pháp quốc kinh 104. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha, Nam mô Phật Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ con kính lễ chư tôn đức tăng năng hiện trong kinh. Kính thưa, kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ xin hỏi là mọi người có nghe rõ được âm thanh từ phía chúng tôi không ạ? Dạ. Âm thanh lại lớn và rè. Dạ bây giờ được chưa ạ? Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối hôm nay thì ngày 7 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Tân Sửu, rung pháp cú kinh của chúng ta tiếp tục học đến câu pháp cú số 405. Và trước khi mà chúng ta bước vào để học câu pháp cú số 405 thì theo thông lệ chúng ta sẽ ôn lại câu kệ pháp cú số 404. Và trước khi học chúng ta học tiếp cái chương trình 4 câu 405 thì chúng ta học câu 404, và chúng tôi sẽ cùng với toàn thể chư Phật tử đang hiện trong room cùng nhau ôn lại câu kệ pháp cú số 404 này. Và trước khi kệ câu kệ pháp cú số 404, chúng tôi xin phép được kệ qua một lần, và sau đó thì kính mời toàn thể chư Phật tử chúng ta hãy đưa những bàn tay của mình lên để cùng nhau ôn lại kệ kinh số 404. Và câu kệ kinh pháp cú số 404 gồm có những câu như sau: ác sanh sát căn ga hấp tê hí ác na ga rê hí trù phật dân ác nô các sa ri áp pi chăng tạm ma hằng tu mỹ trầm mắt năng. Và bây giờ chúng tôi xin phép được kệ qua câu pháp cú số 404. Sanh sa thân ga hạnh thế hi a na ga re hi chu pha yang a nu hu ca sa ri nam pi chang ta ma hang re mu pram ma hang sanh sa thân ga hạnh thế hi a na ga re hi chu pha yang Anohu kasari man pichang tamang po miramanang. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và sau đây là bản phổ thơ của Thượng Tọa Dưới Đức. Xuất gia thế tục hai hàng, đến đi chẳng luyến dặm ngàn thông dâm, cô đơn thiểu dục bên lòng Như Lai sẽ bảo xứng dòng Bà La Môn. A sanh sa thân ga thế hi a na ga re hi chu pha yang a nu ca sa ri nam bi chang ta ma hang pru mi pram ma nang. Dạ Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Chúng tôi đã vừa kệ xong câu kệ pháp cú số 404, và vào giờ này thì xin phép được chuyển mic lại cho room, và muốn mời toàn thể chư Phật tử đang hiện diện trong room chúng ta hãy đưa bàn tay của mình lên để kệ kinh số 404, và chúng tôi xin phép được chuyển mic lại cho Sĩ Rạng Đông. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân Đại Đức Minh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng.
Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Đạt, cô tu nữ Tề Duyên. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 404. Á sang sát thần gá hát thề hít á na gà rê hí trùm phá dần á nù cá xà rừng ấp bích trần tá ma hằng brùm mi bàm má năng á sang sát thần gá hát thề hít á na gà rê hí trùm phá dần a nôn ca sa rin ấp bích trần tá ma hằng brum mi brahm ma năng a sang sa thang ga hát thề hí a na ga rê hí trùng phá dần a nô ca sa rin ấp bích trần tá ma hằng brum mi brahm ma năng không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục sống độc thân ít dục ta gọi bà La Môn. A sang sa thằng gá hát thề hí a na gà rê hí trùng phá dần a nôn cá sa rình ấp bích trần tá ma hằng brùm mi brahm ma năng. Xuất gia thế tục hai hàng đến đi chẳng luyến dặm ngàn thông dông cô đơn thiểu dục bên lòng Như Lai sẽ bảo xứng dòng bà La Môn. Xuất gia cư sĩ chẳng thân, non xanh vô ngại dặm trần an như. Gió sao chẳng gợn tâm tư, cô đơn thiểu dục đúng từ bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô tu nữ Tề Duyên. Lô 1234 1234. Đạo tràng nghe âm thanh của Tự Yên không ạ? À? Dạ, cảm ơn sư. Rồi đường nét của Tự Yên nó bị mát dữ lắm cho nên lúc nghe lúc không. Dạ bây giờ nghe rồi. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Đạt, kính lễ quân nữ và thân chào quý tiền năng tín nữ. Dạ, Tự Yên xin kệ kinh pháp cú số 404. Dạ, cảm ơn Minh. Á sang sát thần gá hát thề hí á na gà rê hí chù phá dần á nô cá xa rình áp bít chầm tám ma hằng rù mít rầm ma năng á sang sát thần gá a thi a na ga re chu pha yang a no ka sa rin a bit cham tam hang ru mi ram ma nang a sang sa tang ga thi a na ga re chu pha yan a no ka sa rin a bích cham tam ma hang ru ni ram ma nang a sang sát thằng ga hát thì a na ga re chu pha yan a no ka sa rin a bích chăm tám ma hằng rù mít rầm ma năng không liên hệ cả hai xuất gia và
thế tục, sống đập ích dục, ta gọi Bà La Môn. Ở thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu: xuất gia thế tục hai hàng, đến đi chẳng luyến dặm ngàn thông dong, cô đơn thiểu dục bên lòng, Như Lai sẽ bảo sư dòng Bà La Môn. Xuất gia cư sĩ chẳng thân, non xanh vô ngại dặm trần an như, gió sao chẳng gợn tâm tư, cô đơn thiểu dục đúng từ Bà La Môn. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, tụi em đã đọc bài và kể xong. Dạ, bây giờ kính mời bàn tay của... Tự nhiên không thấy bàn tay của ai hết trơn. Dạ, kính mời quý vị tiếp tục chương trình. Tự nhiên xin xuống mic ạ. Thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ cô tu nữ trẻ nhiên, con kính chào đại chúng, xin phép được đọc bài. Asang sát thằng gã hát thề hí anaga rề hí chu phát yàng anu khasa rình áp bích trăng tam hằng bùm mi bầm ma nằng asang sát asang sát thằng gã hát thề hí anaga rề hí chu phát yàng anu khasa rình áp bích trăng tam hằng bùm mi bầm ma nằng. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ích dục, ta gọi Bà La Môn. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép được kể. A sang sa thang ga han the hi anaga re hi chu pa yang anu kha sa ring ap pi chang tam hang bun mi pam mang. A sang sa thang ga han the hi anaga re hi chu pa yang anu kha sa ring ap pi chẳng tham hăng bùn mi brahm ma năng. Xuất gia thế tục hai hàng, đến chi chẳng liếng dặm ngàn thông dong, cô đơn thiểu dục bên lòng, Như Lai sẽ bảo xứng dòng Bà La Môn. Xuất gia cư sĩ chẳng thân, non xanh vô ngại dặm trần ai như, gió sao chẳng gợi tâm tư, cô đơn tiểu dục đúng từ Bà La Môn. Hòa Thượng Thích, Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thưa con kính tri ân quý sư, quý cô, con kính tri ân đạo tràng. Con xin được mời vị kế tiếp. Dạ, sa thu lành thay tì na. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, Ya kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rùm đàn. Kệ kinh pháp cú số 404. Dạ, kính cảm ơn cô Tề Duyên Sĩ Tăng Đồng cho biết nghe rõ. Asang sát thang gà hát thê hi, ana gà rê hi chú phá yang, ano kà sà rinh áp bì chăng, tà ma hăng phru mi phram ma năng. Asang sát thang gà hát thê hi, ana gà rê hi chú phá yang, ano ka saringa pichang tamahang prumi pramanang asang satthang gahatehi anagarehi chupayang ano ka saringa pichang tamahang prumi pramanang. À,
sang sát thân ga ha te i a na ga re i chu pa yang a no ka sa ri nga pi chang ta ma hang pru mi pram ma nang a sang sát thân ga ha te i a na ga re i chu pa yang Anokasaringapichang tamahang prumi prammanang. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục. Sống độc thân ít dục ta gọi bà La Môn. Xuất mà của ngài bạn dịch của ngài Minh Châu. Xuất gia thế tục hai hàng. Đến đi chẳng luyến dặm ngàn thong dong. Cô đơn thiểu dục bên lòng, Như Lai sẽ bảo xứng dòng bà La Môn. Xuất gia cư sĩ chẳng thân, non xanh vô ngại, dặm trần an như. Gió sao chẳng gợn tâm tư, cô đơn thiểu dục, đúng từ bà La Môn. Bản phổ thơ của ngài Dây Đức Nam Mô Thà Giá. Dạ, kính mời sư Trần Nhật Huỳnh. Sa thú kính cảm ơn Vinh Quang Thanh Á. Dạ, Nam Mô Bức Thai. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Vinh, kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Vinh thấy Vinh, Nhật Vinh tội nghiệp và Nhật Vinh lật đật đưa tay. Dạ, bây giờ thì Cẩm Vân ơi, có ôn bài không? Còn vị nào nữa xích Trần Đạo, xích Trần Phụng, xích Hành Kiểm, có vị nào đưa tay nha, thằng cũng đưa tay lên ông bài không? Không ấy là Nhật Quỳnh, ông bài xong lại Nhật Quỳnh khóa sổ nghe. Alo, alo, quý vị có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nghe được âm thanh Nhật Quỳnh thì đưa tay ông bài đi, không đưa tay ông bài Nhật. Dạ, cảm ơn. Sài Gòn mưa nắng thì Nhật Quỳnh khóa sổ nha, hồi đó đừng có khóc nha. Alo. Dạ, vậy là chắc quý vị đây đã bận hết rồi, không chịu ông bài. Con xin được ông bài câu pháp cú kinh 405. Dạ, cảm ơn Vinh Bát Thanh Á cho bài học. Át sang sát thăng ga hát thề y a na ga rê hi chù phá văn a cơ ca sa rin a phít chăng tâm ma hăng su mi sam ma năng. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục ta gọi bà La Môn. Và đây là bản kiếm nữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. A sang sát thân ga hát thế hi a na ga re hi chu pha văn a nở ca sa rim a phi chăng tam ma hăng su mi sam ma năng. Xuất gia thế tục hai hàng, đến đi chẳng luyến dặm ngàn thông dông. Cô đơn thiểu dục bên lòng, Như Lai sẽ bảo xứng dòng bà La Môn. Xuất gia cư sĩ chẳng thân, non xanh vô ngại, dặm trần an như. Gió sao chẳng gợn tâm tư, cô đơn thiểu dục đúng từ bà La Môn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Dây Đức. Con thành kính đại tri ân chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai, kính cảm ơn Minh Quát Tha Na Xích Thi Na Cô Tu Nữ Tệ Viên Xích Rạng Đông đã hoan hỷ ôn bài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân tại Đức Minh Đạt đã tuyên phong ôn bài câu pháp kinh 404. Và bây giờ cũng đã đến giờ học bài mới. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Minh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay cao pháp cú kinh 405. Và cảm ơn Quỳnh Vát Tha Na cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô
Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng à, trở hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường à, chiếu khắp ba cõi sọ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản à, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời à, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử à, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhốt kiều trận như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp à, 45 giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập à, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân ơ tính rõ ràng à, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni à, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin mặc đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 405. Nhục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lễ chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. À, kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ tới hôm nay ngày 7 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Tân Sửu, rung Pháp Cú Kinh của chúng ta tiếp tục học câu Pháp Cú số 405. Và kính quý vị, trước khi chúng ta bước vào để học câu Pháp Cú số 405, chúng tôi sẽ lễ bái Tam Bảo và kính mong toàn thể chư Phật tử đang hiện diện trong rung, chúng ta hãy hướng về ba ngôi Tam Bảo để cùng nhau lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt trước khi bước vào học bài học mới. Samanta Chakravalisu Atragachantu Devata Sathamang Munirachansa Sunantu Sangamokharam Tham savana kalo ayam faranta. Tham savana kalo ayam faranta. Tham savana kalo ayam faranta. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Chúng đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đức Tam Bảo một cách tóm tắt là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Phật Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Pháp Bảo. Pháp Bảo ví như những phương linh diệu dược chuyên chữa trị những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Nếu ai cố gắng hành theo sẽ được kết quả lợi lạc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Pháp Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Tăng Bảo. Các ngài đã đắc thánh hay còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phần phước phát sanh lên do lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt xin chia đều đến quý chư tôn đức Tăng Ni, quý sư cô, chư thiện hữu, trí thức đang diện trong đông. Cầu mong quý vị được an lạc suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Dạ, kính bạch chư Đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể chư Phật tử đại diện trong rung. Tối hôm nay rung pháp cú của chúng ta học đến câu pháp cú số 405. Và trước khi chúng ta học những cái từ vựng ở trong câu pháp cú số 405 này, chúng tôi xin phép đọc qua một lần. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những ý nghĩa ở trong câu pháp cú số 475 này. Nithaya dan dang phu te su ta se su tha wa re su cha yo na han ti na kha te ti ta ma hang pru mi pram ma nang. Nithaya dan dang phu te su ta te su ta se su tha wa re su cha yo na cha han ti na kha te ti ta ma hang pru mi pram ma nang. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái từ vựng ở trong câu pháp cú này. Ở đây kính quý vị, ở cái câu hai cái câu đầu tiên chúng ta thấy là nitha yat dan dang phu te su ta se su tha wa re su cha. Ở đây sử dụng ý gì mà chúng tôi nói luôn hai câu đầu tiên để cho chúng ta dễ phân biệt được hai cái câu ở trong trong cái câu pháp cú này. Bởi vì nếu mà chúng ta phân tích từng cái câu một thì nó sẽ không có hay. Cho nên là chúng tôi xin phân tích cả hai cái câu này vào chung một nhóm. Có nghĩa là Nitha yat dan dang phu te su ta se su tha wa re su cha. Ở đây bởi vì cái chữ ta se su và tha wa re su nó cùng chung với cái nhóm từ của chữ phu te su, cho nên là chúng ta gom lại, chúng ta gom lại thành một. Và ở đây cái chữ Nitha yat, cái chữ Nitha yat gồm có cái tiếp đầu ngữ là ni cộng với cái ngữ căn tha thì chúng ta được cái chữ là Nidahati. Và cái chữ Nidahati đó có nghĩa là đã bỏ xuống, đặt xuống, đặt sang một bên. Và cái chữ Nidhaya đó khi mà nó biến âm trở thành cái chữ Nidahati thì nó trở thành một cái từ gọi là Nidhaya. Chúng ta nói là bất biến từ Nidhaya có nghĩa là bỏ xuống, đặt xuống, đặt sang một bên. Ở cái chữ thứ hai, cái chữ đan đăng, cái chữ đan đăng á, kính quý vị, từ cái chữ đan đá là một cái danh từ. Và cái chữ đan đá đó có cái ý nghĩa là gậy gộc, roi vột, hình phạt và trừng phạt. Đó là ba cái ý nghĩa, bốn cái ý nghĩa của cái chữ đan đăng. Cái chữ đan đăng từ cái chữ đan đá có nghĩa là gậy gộc, roi vột, hình phạt và trừng phạt. Đến cái chữ thứ ba mà chúng ta học là chữ phu tê xú. Chữ phu tê xú từ chữ phu tá có nghĩa là đối với những cái chúng sanh, đối với những chúng sanh. Mà những chúng sanh đó là những cái chúng sanh nào? Những cái chúng sanh đó là những cái chúng sanh tá xê xú. Cái chữ tá xê xú từ cái chữ, cái ngữ căn tá sát, nó hình thành lên cái chữ tá sát. Và có cái nghĩa là những cái chúng sanh run sợ, những cái chúng sanh sợ hãi, những cái chúng sanh có cái sự lay động. Ở đây trong cái ý nghĩa là chữ tác xê xú có ba cái ý nghĩa là đối với những cái chúng sanh run sợ, đối với những cái chúng sanh sợ hãi, đối với những cái chúng sanh có cái sự lay động. Và đến cái chữ tha quá rê xú, cái chữ tha quá rê xú từ cái chữ tha quá rá, từ cái chữ tha quá rá. Và cái chữ tha quá đá đó có cái ý nghĩa là cứng cỏi, cố định lâu dài, kiên cường. Ở đây chúng tôi đưa hết những cái từ vựng ra cho chúng ta để chúng ta dễ hiểu cái chữ. Đó là cái chữ tha quá rê xú từ cái chữ tha quá đá có nghĩa là đối với những cái chúng sanh cứng cỏi, đối với những cái chúng sanh kiên cường, đối với những cái chúng sanh bất động. Đó là ba cái ý nghĩa của cái chữ tha quá rê su. Và đến cái câu thứ ba, đó là yô na han ti na kha te ti. Ở đây kính quý vị, cái chữ yô có nghĩa là ai, hay là đối với cái vị đó, hay là đối với cái vị nào, đối với cái người nào. Yô là ai, hay là đối với cái người nào hay vị nào. Cái chữ ná có nghĩa là không, chúng ta đã biết rồi. Còn cái động từ han ti
từ cái ngữ căn ham ý, nó có cái ý nghĩa là đánh đập, giết chết, tiêu diệt, chấm dứt và xóa bỏ. Na hành tí có nghĩa là không có cái sự đánh đập, không có sự giết chết, không có cái sự tiêu diệt, không có cái sự chấm dứt và không có cái sự xóa bỏ. Và cái chữ nát kha tê tí, chữ kha tê tí đó có nghĩa là bảo cái người khác giết, bảo cái người khác giết. Thì ở đây cái chữ nát kha tê tí có nghĩa là không có bảo những cái người khác giết. Và đến cái câu thứ tư, chúng ta có cái chữ là cái câu là tát mát hăng pru mít râm mát năng. Đó là cái câu mà chúng ta đã học trọn vẹn ở trong cái phẩm Bà La Môn, thì chúng ta cũng không có cần học đến. Và kính quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa học xong những cái từ vựng cơ bản ở trong câu Pháp Cú số 405 này. Và trước khi mà chúng tôi nói về cái duyên sự, cũng như là trước khi nói về cái ý nghĩa của cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 405 này, thì chúng tôi xin phép được đọc qua một lần, sau đó chúng tôi sẽ kệ qua một lần, rồi sau những cái ngày sau chư Phật tử chúng ta cũng sẽ kệ cái câu kệ Pháp Cú này theo cái cách kệ đó, cho cái câu Pháp Cú của chúng ta nó hay. Và bây giờ chúng tôi xin phép được đọc: Nithaya đan đăng phu tê su ta se su tha wa re su cha yo na han ti na kha te ti Pháp mạc hằng trù mỹ trầm mạc năng. Và bây giờ chúng ta xin phép được kể: Nì tha gia đam đăng phu tê su ta sê su tha và rê su cha yô na hân ti na kha tê ti ta mạc hằng trù mỹ trầm mạc năng. Nì tha gia đam đăng phu tê su ta sẽ su tha và rê su cha yô na hân ti na kha tê ti ta ma hăng pro mi râm ma năng. Ni tha ya đam đam phu tê su ta sẽ su tha và rê su cha yô na hân ti na kha tê ti ta mang bru mi ram ma nang. Và đó là cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 405, và chúng ta có bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, đó là: Trượng đao vị ấy bỏ rồi, chúng sanh vô hại với đời vô sân, cũng không suối bảy hại ngầm, lòng từ quảng đại chẳng lầm Bà La Môn. Đó là bản phổ thơ của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu đó là: bỏ trượng đối với chúng sanh yếu kém hay kiên cường, không giết không bảo giết, ta gọi Bà La Môn. Dạ kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa học xong ý nghĩa những cái từ vựng ở trong câu Pháp Cú số 405. Và vào giờ này thì chúng ta sẽ bước vào để chúng ta tìm hiểu cái câu chuyện duyên sự, cũng như là ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú số 405 này. Cái câu chuyện Pháp Cú số 405 này, kính thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện mà được Bậc Đạo Sư tuyên thuyết khi mà Bậc Đạo Sư ngự ở tại Chetavana và đề cập đến một cái vị tỳ khưu nọ. Thì tương truyền cái vị tỳ khưu này sau khi nhận cái đề mục nghiệp xứ từ nơi Bậc Đạo Sư, trong khi tinh cần cố gắng ở trong rừng, thì đã chứng đắc được cái quả vị A-la-hán. Và sau khi đã chứng đắc được cái quả vị A-la-hán rồi, thì cái vị này suy nghĩ rằng là ta sẽ về để thông báo lại Bậc Đạo Sư về những cái ân đức, những cái phước lành này. Cho nên là từ đó vị đó đã trở về để đảnh lễ Bậc Đạo Sư. Và trong cái quãng đường mà vị đó đi từ ở trong rừng về để gặp Bậc Đạo Sư, để ý kiến Bậc Đạo Sư đó, thì kính thưa quý vị, ở trong một cái ngôi làng nọ có một cái người phụ nữ. Thì sau khi mà gây gỗ cãi lộn với cái người chồng của mình đó, thì cái người phụ nữ này cũng là suy nghĩ rằng là ta sẽ trở về nhà của cha mẹ mình. Cho nên là cái người đó cũng xách khăn gói bỏ đi. Thì trên cái quãng đường đi như vậy thì vô tình cái người phụ nữ này đã gặp được cái vị tỳ khưu nọ. Và cái người phụ nữ này mới suy nghĩ rằng
rằng là nếu như mà ta băng qua một cái quãng đường dài như thế này nè, thì lỡ như mà nó có những cái điều mà bất hợi đến cho ta đó, thì ta cũng nguy hiểm. Cho nên là ta sẽ đi gần với cái vị trưởng lão này để an toàn hơn. Thì cô ta nghĩ như vậy và cô ta cứ lẻo đẻo đi theo ở phía sau cái vị trưởng lão đó, ở một cái khoảng cách nhất định để cho cái vị trưởng lão đó không thấy. Và đồng thời là vị trưởng lão này cũng hoàn toàn không hề hay biết về cái sự hiện diện, về cái sự hiện hữu của một cái người thiếu nữ đang đi theo phía sau mình. Thì khi mà đi như vậy đó, thì người chồng của cái người chồng của nàng thiếu nữ này đó, lúc mà quay về nhà thì không thấy cái người vợ của mình đâu hết. Thì khi mà không thấy người vợ mình đâu thì ông ta đi tìm. Và khi mà ông ta đi tìm thì ông ta đã thấy được cái người vợ của mình đi. Và phía trước đó thì có một cái vị tu sĩ như vậy đó. Thì ông ta mới suy nghĩ rằng là nếu như mà vợ ta một mình á, thì vợ ta sẽ không băng qua cái cánh rừng này hay là cái chặng đường này. Chắc có lẽ là cái vị tu sĩ này đã quyến rũ hay là đã dẫn đường đưa lối, cho nên là vợ ta mới đi được. Và với cái suy nghĩ như vậy đó thì cái người chồng nó mới lao vào đánh đập cái vị tỳ khưu, đánh đập cái vị tỳ khưu bằng những cái gậy gộc, những cái đao trượng đó. Thì sau khi mà đánh đập vị tỳ khưu đó với những cái lằn vẹt như vậy đó, thì cái người vợ người ta mới năn nỉ, người vợ đó mới năn nỉ là không phải, cái người mà cái vị trưởng lão nó không hề hay biết cái sự hiện diện của em ở phía sau lưng người đó. Thì cái người chồng sau khi mà la lối ôm sồm thì cũng dẫn người vợ của mình đi về. Và cái vị tỳ khưu đó nén đau, bởi vì đã bị đánh đập như vậy đó, thì cái vị đó cũng nén đau rồi cũng đi về đến kỳ viên tịnh xá. Khi mà đi về tới kỳ viên tịnh xá thì chư tỳ khưu tăng á, nhìn thấy những cái vết xung tấy ở trên người của cái vị trưởng lão này, cho nên mới hỏi là bạch ngài, ngài đã bị cái gì, ngài đã gặp cái sự cố gì mà sao mà thân thể của ngài nó hằn lên những cái vết đồn roi vậy. Thì lúc bây giờ cái vị trưởng lão này mới nói là ta đã, ngài trưởng lão mà ngài mới kể lại toàn bộ cái câu chuyện đã xảy ra. Thì lúc đó nó tư tỳ khưu tăng mới nói là bạch ngài, là nếu mà trong ngay trong khi mà cái người đó mà đánh ngài á, vì sao ngài không lên tiếng ngài thanh minh, vì sao ngài không lên tiếng ngài thanh minh là ngài không phải là cái người dẫn vợ của ông ta đi, hay là ngài không có minh oan cho ngài. Và lúc mà cái người đó đánh ngài như vậy đó, thì ngài có mang cái niềm hiềm hận với cái người ấy không? Thì vị trưởng lão đó mới trả lời là này chư hiền, ta không hề có cái sự khởi lên cái, ta không có cái sự khởi lên cái sự sân hận, ta không có khởi lên một cái sự khó chịu hay sân hận nào. Cho nên là khi mà chư tỳ khưu nghe được cái câu nói đó đó, thì lúc bây giờ chư tỳ khưu mới đến gần bậc đạo sư. Rồi sau khi mà đến gần bậc đạo sư đó, thì chư tỳ khưu mới kể lại những cái điều mà cái vị tỳ khưu này nói. Và nói rằng là cái vị tỳ khưu này đã nói quá lời. Thì lúc mà chư tỳ khưu nói như vậy đó, thì bậc đạo sư mới nói rằng là này chư tỳ khưu, gọi là một cái vị thánh lậu tận á, là người đã bỏ rơi những đao trượng, dẫu người đó trong khi mà bị đánh đập cũng không làm cho sân hận với cái người đánh đập mình. Rồi lúc đó ngài mới nói lên cái câu kệ ngôn số 405 mà chúng ta vừa học, đó là nittha yat dan dan phu te su ta se su tha wa re su cha yo na han ti na kha te ti ta ma hang tu mi brahmanan. Đó là câu kệ ngôn pháp cú số 405. Và tối hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái ý nghĩa và duyên sự của ý nghĩa của cái câu kệ ngôn này. Ở đây kính quý vị, như chúng ta đã vừa học ở cái phần mà triết giảng cái từ vựng đó, chúng tôi cũng đã nói rằng là chúng tôi kết hợp hai cái câu là nittha yat dan dan phu te su ta se su tha wa re su cha vào chung chung với nhau, để chúng ta sẽ giải thích cái ý nghĩa này nó hay hơn. Ở đây kính quý vị, chữ nittha giá từ cái chữ nidahati có nghĩa là chúng ta đã bỏ xuống, chúng ta đã đặt xuống, chúng ta đã đặt sang một bên. Rồi cái chữ đan đăng á, các quý vị, ở đây khi nãy khi mà chiếc giảng về cái từ vựng đó, thì chúng ta nói là ở đây cái chữ đan đăng có ý nghĩa là gậy gộc,
roi vọt, hình phạt và sự trừng phạt. Cái chữ phu tê số là chúng sanh, rồi cái chữ tạ xê số là những cái chúng sanh run sợ, những cái chúng sanh có cái sự lay động, những cái chúng sanh có cái sự run rẩy. Rồi cái chữ tha quá rê số, từ cái chữ tha quá rá có nghĩa là đối với sanh, chúng sanh có cái sự cứng cỏi, đối với chúng sanh có cái sự kiên cường, đối với chúng sanh có cái sự bất động. Thì cái quý vị ở đây đó, ở đây á, hai cái câu văn đầu tiên này, cái quý vị nó sẽ có ý kiến tranh cãi rất là nhiều ở trong các bản dịch từ trước tới nay luôn. Và ngay cả bản thân của chúng tôi, khi mà chúng tôi chuyển ngữ cái bộ kinh Pháp Cú Song Ngữ Bali đó, và cái bộ kinh Song Ngữ Bali Việt đó, Pháp Cú Song Ngữ Bali Việt đó đã được ấn tống phát hành đến tay Chư Tăng và tay Phật tử rồi đó, thì chúng tôi cũng dựa trên y cứ trên phần đông các bản dịch trước đây. Nhưng mà tối hôm nay á, khi mà chúng tôi nói về cái ý nghĩa của hai cái câu Pháp Cú này, thì chúng tôi mới triển khai một cái điều mà chúng tôi suy nghĩ rất là nhiều. Và đồng thời chúng tôi triển khai cái ý này nó dựa trên cái bộ Đại Sĩ Minh, cái bộ Đại Sĩ Minh, cái bộ Tiểu Sĩ Minh đó, cái bộ Chu Lán Ni Đề Xá đó, quý thưa vị. Và đó chính là nó nằm ở trong cái bài kinh Tiên Ngôn Mục Sừng. Mà cái bài kinh Tiên Ngôn Mục Sừng đó thì chư Phật tử chúng ta vẫn thường xuyên tụng đọc. Chúng ta tụng đọc thường xuyên cái bài kinh Tây Ngưu Mục Sừng đó. Cho nên là chính vì vậy, cho nên là khi mà chúng tôi thuyết giảng về cái câu Pháp Cú số 405 này nè, rồi chúng tôi mới mạnh dạng để chúng tôi nói lên cái ý nghĩa mà chúng tôi suy nghĩ, và đồng thời là chúng tôi triển khai cái suy nghĩ nó ra. Thì ở đây có quý vị, nguyên hai cái câu văn đó đó, hai cái câu văn mà chúng tôi vừa nói ra đó, đó là Nikha Giá Đăng Đăng Phu Tê Su Tắc Xê Su Tha Quá Rê Su Chá. Đó, thì khi mà chúng ta dịch đó, thì chúng ta sẽ dịch là sau khi mà bỏ gậy gọc xuống, đối với một cái chúng sanh nào đó, dù chúng sanh đó là những cái chúng sanh di động hay đứng yên, đó là một cái bản dịch nè. Sau khi mà chúng ta bỏ đao trượng xuống, đối với một cái chúng sanh nào đó là những cái chúng sanh yếu kém hay kiên cường, đó là một cái bản dịch thứ hai. Thì cái quý vị, khi mà chúng ta dịch nghĩa như vậy đó, thì đối với một cái người nào đó, mà cái người đó là một cái người giỏi về văn chương đó, cái quý vị, một cái người nào đó mà người ta có thể bình phẩm về những cái tác phẩm văn học á, thì người ta sẽ đẩy cao hai cái câu đó lên cái đỉnh điểm của cái cao trào mà cao nhất đó, là cái người đó chỉ đưa đến là cái vấn đề là chúng ta đánh đập những cái chúng sanh khác, hay là chúng ta dùng đao trượng, hay là chúng ta hạ xuống cái cây đao, hay là cây trượng, hay là cây roi là hết rồi. Đó là cái người mà khi mà chúng ta dịch cái chữ Nitha Giác Đăng Đăng đó, quý vị, là hạ cái cây đao, cây trượng xuống đó, thì chúng ta dịch cao nhất nó chỉ tới cái ý nghĩa đó thôi. Và nếu như chúng ta chỉ dịch tới cái ý nghĩa đó thôi đó, thì cái ý pháp nó sẽ không xuất hiện. Cái ý pháp ở trong cái câu Pháp Cú này nó sẽ không xuất hiện. Mà lý do vì sao mà chúng tôi nói là cái ý pháp nó không xuất hiện, bởi vì khi mà quý vị chỉ hạ một cái cây gậy xuống thôi, thì đó chỉ là một cái hành động thôi, đúng không ạ? Nhưng mà đối với một cái người á, vì sao chúng ta không dịch là chúng ta hạ xuống những cái hình phạt? Ở đây giữa cái chữ hình phạt, cái chữ hình phạt đó, đó là nó cũng là đanh đá, và cái cây gậy đó nó cũng là đanh đá. Nhưng mà nếu như chúng ta hạ xuống một cái cây gậy và chúng ta hạ xuống cái hình phạt, thì hai cái ý nghĩa này nó khác nhau hoàn toàn luôn. Bởi vì cái hình phạt này, quý vị, cái hình phạt nó có rất là nhiều cái dạng hình phạt. Cái hình phạt nó có rất là nhiều cái hình phạt. Ví dụ như trong kinh chúng ta thấy là những cái vị vua sau khi mà bắt những cái người tù nhân về, thì cái vị đó xẻo thịt, vị ấy lóc tay, vị ấy chặt chân chặt tay, hay vị ấy làm rất là nhiều vấn đề để người ta hình phạt cái người đó. Nó khác hẳn so với lại cái cây roi. Cái cây roi quý vị chỉ thả cây roi xuống thôi. Còn cái hình phạt có nghĩa là trong cái tư tưởng, cái thân khẩu ý của chúng ta có thể vẫn đưa ra những cái hình phạt. Khi mà chúng ta nói về cái chữ hình phạt đó, thì chúng ta mới thấy được một cái tâm đại bi thương xót chúng sanh nhiều hơn là một cái cây gậy.
chúng ta để ý, chúng ta sẽ, nếu như quý vị để ý, chúng ta chỉ để một cái cây gậy xuống thôi, thì đó chỉ là một hình thức đánh đập người khác thôi, đúng không quý vị? Nhưng mà cái chữ hình phạt á, nếu như mà chúng ta sử dụng cái câu này, cái chữ này là cái chữ hình phạt đó, thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Bởi vì cái, gì? Cái chữ hình phạt này nó có ba cái loại hình phạt. Một cái loại hình phạt từ thân, một cái loại hình phạt từ khẩu, một cái loại hình phạt từ ý. Hay là chúng ta gọi là cái hình phạt từ thân đó, có nghĩa là những cái hình phạt nó từ ba thân ác hạnh. Những cái loại hình phạt từ khẩu đó, có nghĩa là nó là những cái hình phạt từ bốn cái loại khẩu ác hạnh. Và cái hình phạt từ ý chính là từ ba cái ý ác hạnh. Mà chính 10 cái điều này này, các quý vị, đó chính là 10 cái bất thiện nghiệp đạo. Chúng ta thấy là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói ly gián, nói ác độc, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, tà kiến. Thì, không? Thì trong 10 điều đó đó, thì 3 điều 1, 2, 3 nó thuộc về thân nghiệp. Nó thuộc về thân nghiệp. Và ba cái thân nghiệp bất thiện này này, còn gọi là ba cái thân nghiệp ác hạnh. Rồi 4 cái điều 4, 5, 6, 7 thì nó thuộc về khẩu nghiệp. Và 4 cái khẩu nghiệp này nó thuộc về cái khẩu ác hạnh. Và 3 cái điều còn lại là điều 8, điều 9, điều 10 nó thuộc về ý nghiệp. Và 3 cái ý nghiệp này nó được gọi là ý ác hạnh. Thì ở trong cái chữ đăng đăng, nếu như chúng ta dịch là vậy thôi, thì chúng ta sẽ thấy nó chỉ dừng lại ở cái cây hình ảnh cây roi thôi. Còn nếu như chúng ta dịch là đó là một cái hình phạt, hay là chúng ta bỏ xuống những cái hình phạt hay là phạt hình đó, những cái sự trừng phạt đó, thì chúng ta sẽ bỏ tới 10 điều này luôn. 10 điều đó là 10 điều mà bất thiện tiền nghiệp mà chúng ta nói đó. Ở trong cái bộ Tiểu Sử Minh đó, các quý vị, khi mà nằm ở trong cái bài kinh mà chú giải cái bài kinh Tây Ngư Mục Sừng á, thì có một cái đoạn chú giải như thế này, chúng tôi nói nhưng mà nó sẽ có cái bằng chứng để cho quý vị tìm cho dễ. Đó là khi mà chú giải về cái chữ đanh đá hay là gậy gạch gộc hay là đao trượng này nè, thì ở trong cái bộ Tiểu Sử Minh á có chú giải là đanh đăng tí vô tắc vô đanh đa ca giác đanh đô vắc chi đanh đô mắc nô đanh đô, có nghĩa là đối với cái hình phạt á, thì có ba cái loại hình phạt. Cái hình phạt phạt về thân, hình phạt về khẩu, hình phạt về ý. Tí quý thân ca yu đu cha rin ca giác đành đồ. Cái hình phạt về thân đó có nghĩa là ba phần thuộc về cái thân ác hạnh. Cha tu quý thân qua chi đu cha ri tăng qua chi đành đồ. Hình phạt về khẩu thì đó là bốn phần về cái khẩu ác hạnh. Và tí quý thằng Duchari tầng mắt mồ đành đồ, có nghĩa là cái hình về ý đó, đó chính là ba cái phần thuộc về ý ác hạnh. Chúng tôi cũng muốn gửi cái câu này lên để cho mọi người cùng đọc, và chúng ta cùng cất giữ những cái này giống như là những cái tài liệu của mình, bởi vì cái phần này cũng rất là hay. Kính thưa quý vị, quý vị có thấy được cái phần chú giải cái chữ đanh đăng mà chúng tôi gửi lên không? Đó, dạ là cái chữ đó, đó là nội dung đó là hình phạt có ba loại hình phạt. Kayo dando là hình phạt về thân, wachi dando là hình phạt về khẩu, mano dando là hình phạt về ý. Tiết quyết thân là ba phần, kayaducharitan có nghĩa là ba thân ác hạnh đó. Kayo dando có hình phạt về thân có ba, là ba thân ác hạnh. Chatupitan wachiducharitan wachi dando hình phạt về khẩu, đó là bốn cái khẩu ác hạnh. Rồi tí quý thân mano ducharitan mano dando hình phạt về ý là ba cái phần thuộc về cái ý ác hạnh, đó là cái hình phạt. Đó, chúng tôi muốn giải thích về cái phần đó để cho quý vị thấy là chúng ta phải đưa cái từ đó ra để cho chúng ta thấy là cái bỏ cái hình phạt nó hay hơn. Đó chính là 10 cái bất thiện nghiệp đạo mà chúng tôi vừa kể đó. Thì khi mà chúng ta buông hết những cái bất thiện nghiệp đạo này rồi nè, đối với những cái chúng sanh đó đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới cái người có một cái tâm đại bi rộng lớn. Chúng ta mới từ ái với tất cả những chúng sanh. Chúng ta mới hoan hỷ khi mà người ta lỡ vô tình hay hữu ý vi phạm một cái điều gì đó lầm lỡ đối với chúng ta.
chúng ta mới buông xả được với tất cả những cái oán hận, những cái giận hờn, chúng ta mới được xem là buông bỏ hết những cái hình phạt đối với những cái chúng sanh. À, quý vị thấy rõ không? Nếu như chúng ta chỉ thả một cái cây gậy xuống thôi thì nó rất là bình thường. Nhưng khi mà chúng ta bỏ hết những cái hình phạt về thân khẩu ý của chúng ta không đưa ra những cái phạt hình đối với một cái đối tượng nào, hay là đối với những cái chúng sanh nào, dù là hữu ý hay vô ý, những cái chúng sanh đó vô tình vi phạm những cái điều gì đó đối với chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy là cái tấm lòng đại bi, cái tấm lòng từ bi bác ái của chúng ta mới lớn, đúng không? Thì đó là hai cái câu, cái câu đầu tiên. Và đến tiếp đến đó, chúng ta phân tích thêm cái câu là phu tê sút tác xê sút tha quá rê sút. Ở đây các quý vị, ở đây có nghĩa là đối với những cái chúng sanh run sợ hay cứng cỏi, đó là cái chúng ta thấy là trong các bản dịch có những cái bản dịch là những cái chúng sanh run sợ hay cứng cỏi, rồi có một cái bản dịch nữa là những chúng sanh di động hay đứng yên. Thì với cái câu như vậy đó thì chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa đó như thế nào. Ở đây các quý vị, trước khi mà chúng ta nói về cái nỗi sợ hãi, cái nỗi sợ hãi hay là nói về chúng sanh mà sợ hãi đó, thì chúng ta nói là ở trong các bản sơ giải có giải thích là có bốn loại sợ hãi. Cái sự sợ hãi đầu tiên đó, nó sanh lên do cái tâm lo sợ. Cái sự sợ hãi nó sanh lên do trí tuệ. Cái sự sợ hãi nó sanh lên do cái cảnh. Và cái sự sợ hãi sinh lên do nó ghê sợ tội lỗi. Và như thế nào được gọi là cái sự sợ hãi sinh lên do cái tâm lo sợ? Ở đây có nghĩa là có một số người, khi mà cái người đó sắp lâm chung với cái quý vị, vào cái lúc cận tử nghiệp ấy, thì cái vị đó phát sinh lên cái nỗi kinh hoàng, cái vị đó khởi sinh lên cái sự sợ hãi. Và cái sự sợ hãi này do cái tham ái nó làm duyên, hoặc là một cái người nào đó tạo những cái ác nghiệp. Thì đối với những người đó, người đó thường xuyên gặp những cái cảnh kinh hoàng khi mà người đó suy nghĩ đến những cái ác nghiệp hay là suy nghĩ đến những cái ác quả mà mình phải nhận lấy. Cho nên là khi mà cái tâm của cái người đó mà không định tĩnh á, thì thường xuyên phát sinh lên cái sự sợ hãi. Và cái sự sợ hãi này do chính là do cái tâm nó lo sợ. Và cái điều thứ hai mà phát sinh lên sợ hãi đó là gì? Đó là cái sự sợ hãi sinh lên do tuệ. Vì sao mà chúng ta có cái sự sợ hãi sinh lên do tuệ? Có nghĩa là đôi khi các quý vị, một số người sau khi mà nghe bậc đạo sư thuyết giảng về vô thường, khổ não, vô ngã đó, thì những cái vị thiên nhân có những cái tuổi thọ dài nè, hiểu được cái ý nghĩa này, hiểu được cái ý nghĩa này, và những cái người đó phát sinh lên cái sự lo sợ. Hay là chúng ta thường thường chúng ta đọc ở trong kinh đó, chúng ta thấy là sau khi mà được bậc đạo sư nói về tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã, thì lúc bây giờ có những cái vị thiên nhân hay có những cái chúng sanh đó, người ta khi mà nghe đến cái vô thường, khổ não, vô ngã như vậy, người ta lo sợ. Lo sợ bởi vì sao? Cái lo sợ do cái tuổi thọ họ dài, nhưng mà họ phải bị chịu những cái áp bức của vô thường, khổ não, vô ngã. Thì đó chính là cái sự sợ hãi sanh lên do trí tuệ. Và đến cái điều sợ hãi thứ ba, đó là cái sự sợ hãi ở trong các cái cảnh. Ví dụ như là chúng ta thấy là chúng ta khi mà chúng ta học ở trong Trung Bộ Kinh có cái bài kinh rừng tâm hoang vu đó, có những cái vị tỳ khưu khi vào những cái cảnh hoang vắng, rồi có những cái người Phật tử khi mà chúng ta đi vào những cái cảnh kinh hoàng, những cái cảnh âm u, những cái cảnh hoang vắng ấy, thì nó làm cho chúng ta phát sanh lên cái sự lo sợ. Thì cái sự lo sợ đó được gọi là phát sanh lên do cảnh. Và cái sự sợ hãi thứ tư nó sanh lên, đó là do cái điều tội lỗi. Và khi mà chúng ta nghĩ đến các quả do lỗi mà chúng ta tạo ra như vậy đó, cho nên là chúng ta kinh sợ với những cái điều tội lỗi đó. Cho nên nó là cái sự sợ hãi là có bốn cái sự sợ hãi như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái chữ Tassesu và Khawaresu này. Ở đây các quý vị, như thế nào được gọi là chúng sanh run sợ hay là cứng cỏi? Ở trong các cái bản dịch mà chú, trong các cái bản chú giải các quý vị, thì có nêu ra một cái giải thích rất là hay mà chúng ta thiết nghĩ là chư Phật tử chúng ta phải quan tâm tới những cái điều đó.
Có nghĩa là những cái chúng sanh mà còn được gọi là run sợ đó, thì là những cái chúng sanh chưa bỏ được cái khác ái. Những cái chúng sanh nào chưa bỏ được ái nè, chưa bỏ được cái sự sợ hãi và khiếp đảm nè, thì được gọi là những cái kẻ run sợ. Còn như thế nào được gọi là những cái chúng sanh cứng cỏi hay kiên cường? Ở đây cái chữ tha quá rá đó có nghĩa là cứng cỏi hay kiên cường đó, hay là cố định đó. Thì ngược lại đối với những cái chúng sanh lo sợ, hay là ngược lại đối với những cái chúng sanh run sợ đó đó, chính là những người đã từ bỏ được những cái khác ái, những người đã từ bỏ được cái sự sợ hãi và khiếp đảm, thì đó chính là những cái người kiên cường hay cứng cỏi. Thì ở đây trong một cái ý nghĩa mà chúng ta học đó là những cái chúng sanh cứng cỏi hay kiên cường, hay là những cái chúng sanh cứng cỏi hay mạnh mẽ, kính quý vị. Đôi khi á, khi mà chúng ta nghe cái bản dịch, chúng ta đọc cái bản dịch xong á, chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta sẽ hạ cái đao trượng xuống đối với những cái người ưu yếu và những cái người kiên cường. Và cái người ưu yếu ở đây là những cái người mà người ta không có cái khả năng chống đỡ chúng ta, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đọc xong cái câu đó đó, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay là chúng ta hạ cái roi vọt đối xuống đối với những cái người mà không có cái khả năng tự vệ. Và cái điều thứ hai, đối với cái người mà cứng cỏi hay là kiên cường đó, là chúng ta hạ đao trượng xuống đối với những người đó có khả năng phòng vệ chính đáng, người đó có khả năng chống đối lại chúng ta, thì chúng ta cũng thả cái đao trượng xuống, đúng không quý vị? Nhưng mà cái quý vị, nếu mà chúng ta chỉ dịch hai cái chữ tắc xê xuống và tha quá rê xuống, nó nằm ở một cái góc độ đó không á, thì nó không có hay, nó không có hay. Mà ở đây á, cái chữ chúng sanh run sợ, hay là cái chúng sanh run sợ, hay là cái chúng sanh cứng cỏi, cái quý vị, nó ám chỉ luôn cả tất cả những cái chúng sanh trong cái tam giới này nè, nó chỉ cho tất cả những hạng người xuất hiện trong thế gian này. Đối với những cái chúng sanh nào còn run sợ, còn kinh đảm, còn khiếp hãi, thì đó là tắc xê xú. Và những cái chúng sanh còn run sợ, khiếp đảm, kinh hãi, có nghĩa là những chúng sanh thuộc về những cái bậc thánh hữu học, và những cái chúng sanh thuộc về phàm nhân. Có nghĩa là những chúng sanh thuộc về phàm nhân và những chúng sanh thuộc về những bậc thánh hữu học, thì được gọi là những cái người còn run sợ. Còn đối với những cái người mà kiên cường, đối với những cái người mà cứng cỏi, như chúng ta vừa dịch nghĩa, định nghĩa đó, cái người cứng cỏi là cái người đã từ bỏ được cái khát ái, từ bỏ được cái sự kinh hãi khiếp đảm. Cho nên là những cái đối tượng mà từ bỏ được cái khát ái, từ bỏ được cái kinh hãi khiếp đảm này, chỉ là bậc thánh A-la-hán mà thôi. Đó, trên một cái khía cạnh, trên một cái khía cạnh đó là cái chữ Ta-xê-xú và Tha-wa-rê-xú. Nếu như chúng ta dịch là cái người ương yếu hay mạnh mà như vậy á, nó không có lột hết cái ý nghĩa. Và chúng ta phải dịch là những cái người ương yếu là những cái người mà lo sợ, những cái người ương yếu là những cái người còn bị những cái khát ái này nó bao phủ này, còn những cái kinh hãi và khiếp đảm nó bao phủ. Còn đối với cái người mà không còn cái khát ái, không còn cái ái luyến, cái người đó không còn có cái sự kinh hãi và khiếp đảm đó, thì đó chỉ là những cái vị thánh A-la-hán. Đó là cái ý nghĩa đầu tiên cho cái ý nghĩa mà cái chữ Tha-rê-xu và Tha-wa-rê-xu là cứng cỏi hay là ương yếu và cứng cỏi. Rồi trong một bản dịch khác á, nó còn có cái người dịch là những cái chữ tắc xê xú đó đó, quý vị, là những cái chúng sanh di động, di chuyển. Và cái chữ tha quá đê xú đó là cái sự bất động. Thì ở đây chúng ta suy nghĩ như thế nào? Cái chữ những cái chúng sanh mà còn di động đó, có nghĩa là những cái chúng sanh còn di chuyển,
ở trong các cái môi trường của những cái chúng sanh đó. Ví dụ như là những cái loài thủy tức thì nó phải bơi ở trong trong nước, những cái loài chim muông thì nó phải bay ở trên 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 trời, rồi thú thì nó phải chạy nhảy ở trên mặt đất, hay là loài người thì chúng ta cũng phải đi trên 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 mặt đất, rồi những cái vị thiên nhân thì những cái vị đó phải đi trên hư không. Đó là cái sự di chuyển, à, đó là cái sự di chuyển. Còn cái chữ tha quá rê suốt có nghĩa là đối với những chúng sanh bất động, thì ở đây quý vị, những chúng sanh bất động chính là những cái vị phạm thiên mà sanh ở trong cái cõi trời vô tưởng đó. Cho nên là ở đây trong một cái ý nghĩa khác là chúng ta phải nói rằng là chúng ta phải suy nghĩ rằng những cái chúng sanh mà còn di chuyển và những cái chúng sanh bất động, đó chính là những cái người mà người ta còn di chuyển ở điểm này điểm khác. Những cái chúng sanh hữu tình nó kính hữu vị, những cái chúng sanh hữu tưởng còn có thể di chuyển từ nơi này nơi khác. Còn cái bậc mà không có cái sự di chuyển là cái người bất động đó, đó chính là cái vị trời vô tưởng, là cái vị trời ở cõi nhất uẩn đó. Cái vị đó khi mà sanh lên chỉ có cái phần sắc pháp không thôi, không có bốn cái phần danh uẩn, thì cái vị đó bất động thì cũng được xem là một cái bất động. Nhưng mà ở đây quý vị, hai cái khía cạnh đó, chúng tôi phân tích hai khía cạnh đó, là cái khía cạnh đầu tiên có nghĩa là ương yếu hay là cứng cỏi, là cái người mà còn ái hay không còn ái, là những cái vị phàm nhân, những cái vị thánh quả bậc thấp, những bậc thánh quả hữu học và phàm nhân, đó là cái người ương yếu. Còn cái người cứng cỏi đó chính là bậc thánh A-la-hán. Rồi đến cái việc mà những cái chúng sanh còn di động, có nghĩa là những cái chúng sanh hữu tình có tưởng, và những cái chúng sanh bất động có nghĩa là những cái chúng sanh vô tưởng. Và cao hơn nữa cái thứ gì, cái chữ mà di động hay là bất động đó đó, cái chữ mà di chuyển hay là không còn cái sự di chuyển đó, nó còn một cái ý hay hơn nữa, đó là gì? Cái sự di chuyển có nghĩa là cái sự lăn trôi trong cái vòng sanh tử luân hồi. Cái sự di chuyển có nghĩa là cái sự lăn trôi trong cái vòng sanh tử luân hồi. Còn cái sự mà không còn di chuyển nữa có nghĩa là chấm dứt đi cái vòng sanh tử luân hồi. À, cái ý nghĩa rốt ráo chính là cái người mà còn di chuyển, tức là cái người còn lăn trôi trong cái vòng sanh tử luân hồi. Còn cái người bất động chính là cái người đã chấm dứt đi cái sự luân lưu trong cái vòng sanh tử. Từ những cái sự phân tích như vậy đó, chúng ta có thể tóm lược lại hai cái câu mà chúng ta vừa học đó. Có nghĩa là chúng ta hãy bỏ những cái đau trượng đối với những cái chúng sanh muốn cõi hay yếu mềm. Thì nếu mà chúng tôi dịch như vậy, chúng tôi mà tóm lại hai cái câu đó, nếu mà chúng ta vẫn sử dụng cái chữ đau trượng thì nó không có cái ý nghĩa toát lên được cái ý nghĩa của hai cái câu đó. Nhưng mà khi mà chúng ta dịch là chúng ta hãy bỏ xuống những cái hình phạt đối với tất cả những chúng sanh, những cái chúng sanh đó dù là những cái chúng sanh có cái sự ương yếu hay là kiên cường, những cái chúng sanh đó có sự di chuyển hay bất động, những cái chúng sanh đó là những cái người mà còn lăn trôi trong cái vòng sanh tử hay không còn lăn trôi trong cái vòng sanh tử luân hồi. Đó, thì lúc đó chúng ta mới thấy là cái lòng từ, cái lòng từ nó bao la, nó rộng lớn như thế nào. Giống như chúng tôi nói thường thường á, khi mà chúng ta đọc kinh á, khi mà chúng ta đọc kinh đến cái phần mà chúng ta hồi hướng á, chúng ta hồi hướng bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, chúng con hồi hướng dân ban. Bậc trời vô tưởng đâu có tâm đâu mà hưởng, đúng không quý vị? Đó, nhưng mà bởi vì chúng ta chia cái phần phước của chúng ta đến đối với tất cả chúng sanh, những cái chúng sanh hữu tưởng hay vô tưởng chúng ta chia tới hết, những cái chúng sanh có thức hay không có thức chúng ta chia tới hết, những chúng ta sanh có nhận được hay không nhận được chúng ta chia tới hết. Đó, cho nên á là khi mà chúng ta dịch là chúng ta bỏ những cái hình phạt đối với những chúng sanh run rẩy hay cứng cỏi, tức là cái người đó đó, cái người mà từ bỏ hay là cái người mà bỏ đi cái hình phạt đối với những chúng sanh đó đó, thì cái người đó có được cái sự thành tựu về cái tứ vô lượng tâm. Và cái sự thành tựu về tứ vô lượng tâm này nó biến mãn đối với những cái chúng sanh, không có một cái sự phân biệt nào. Dù cho những cái chúng sanh đó là những cái chúng sanh bậc thấp, như là những cái loài thủy tức,
nó bơi ở trong nước hay là những cái loài thủy tức, đó là một cái phần đại diện của cái chúng sanh hữu tưởng, hay là những cái vị trời vô tưởng. Rồi cái người đó có cái lòng từ ái bao la, có cái tứ vô lượng tâm biến mãn đối với tất cả những cái chúng sanh, dù cho những cái chúng sanh đó là phàm hay là thánh, dù cho là những cái bậc hữu học hay là vô học, thì cái người đó vẫn không hề có cái ý muốn não hại, hình phạt, phạt hình đối với tất cả những cái chúng sanh. Đó chính là cái tâm tịnh hay là cái ý trọn lành. Đó chính là cái ý trọn lành hay là cái ý thanh tịnh của cái vị đó. Đó là ở hai cái câu đầu tiên. Và khi mà chúng ta phân tích như vậy á, để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta không dừng lại ở cái góc độ là chúng sanh có dùng cái phạt hình đối với những cái người không có cái sức kháng cự hay là có cái sức kháng cự. Ở đây cái chữ run rẩy hay là cái sự cứng cỏi này này, cái quý vị, chúng ta không, đừng có nghĩ là cái người đó còn sức kháng cự hay là không kháng cự. Bởi vì khi mà đã có cái sự não hại rồi thì dù có kháng cự hay không kháng cự thì cũng sẽ thực hiện thôi. Cho nên là chúng ta phân tích như vậy để cho chúng ta thấy là lột tả được cái lượng tâm từ, cái tâm từ hay là cái tứ vô lượng tâm của đối tượng. Và cái câu thứ ba đó, bây giờ chúng ta phân tiếp tích tới cái câu thứ ba này. Đó là vô mắt hành tí nát kha tê tí. Ở đây cái chữ hành tí đó, đó có nghĩa là đánh đập, giết, tiêu diệt, chấm dứt hay là xóa bỏ. Rồi cái chữ kha tê tí, chữ kha tê tí có nghĩa là giết hại, hay là chúng ta bảo a giết hại, hay là chúng ta sát sanh, hay là chúng ta tàn phá. Thì ở đây cái nguyên cái câu đó đó có nghĩa là vô nát hành tí nát kha tê tí, có nghĩa là chúng ta không có giết hại và chúng ta không bảo người khác giết hại. Nếu mà chúng ta hiểu ở trên một cái góc độ rất ít ỏi, có nghĩa là chúng ta không bảo người khác sát hại những cái chúng sanh, rồi chúng ta không chúng ta tự thân chúng ta không sát hại và chúng ta không bảo người khác sát hại những chúng sanh. Nhưng mà cái nói gì, khi mà chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta nói về cái chữ sát sanh đó, ngoài cái việc mà chúng ta tước đoạt cái mạng sống của người khác, thì đời sau á chúng ta sẽ sanh ra rất là nhiều cái vấn đề về tuổi thọ hay là sức khỏe. Chúng ta có thể bị đau ốm bệnh tật, chúng ta có thể bị yểu thọ, chúng ta có thể bị người khác giết hại. Và khi mà sát sanh thì chúng ta đã gieo cái sự phân ly và cái sự chia cách một cái người, người ở, người còn, người ở, người đi đó. Đúng không? Là chúng ta phải gieo cái họa mà chia ly đối với những cái người thân với nhau. Và khi mà chúng ta thấy rõ một cái người mà không có cái sự sát sanh hay là không có cái sự giết chết người khác đó, là bởi vì người đó thương yêu chúng sanh, vì người đó biết rằng ai cũng ham sống sợ chết. Nếu như mà chúng ta giết một cái con gì đó thì chúng ta sẽ để lại cái nỗi đau cho những cái đồng loại của nó. Ví dụ như là chúng ta muốn giết chết một cái con chim mẹ đó thì con chim non nó sẽ sống như thế nào? Rồi chúng ta giết một cái con chim má thì cái con chim trắng nó sẽ đau thương như thế nào? Thì có những cái loài thú hay là có những cái chúng sanh đó, cái thứ gì nó có cái sự thủy chung là như vậy đó. Khi mà con trống hay con mái hay con đực hay con cái mà nó chết đi đó, thì cái con thú còn lại nó sẽ sống như vậy trọn đời, trọn đời. Thì ở đây cái thứ gì, trong cái bản chú giải á, trong cái bản chú giải nói rằng là đối với cái việc mà phạm giới về cái giới sát sanh á, thì chúng ta sẽ để lại rất là nhiều cái quả báo kinh hoàng. Nặng á, thì đi địa ngục, cò xa làm ngạ quỷ, để ta chịu những cái hình phạt tự có. Có nghĩa là chúng ta không cần phải có ai là hình phạt đó hết, mà chúng ta đi đến đâu, chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng có thể bị lửa cháy, chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng có thể bị búa gõ đầu, chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng có thể bị những cái con kền kền, những cái con chim nó rượt, nó đuổi, nó móc, nó mổ, nó làm cho chúng ta đau đớn. Và đôi khi chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng gặp những cái gai nhọn để nó hình phạt chúng ta. Chính vì vậy cho nên là đối với cái giới sắc sanh á, đối với cái giới sắc sanh, khi mà chúng ta nói về cái phân tích về cái điểm này đó, để cho chúng ta thấy rằng là một người
mà vô nát hành tí, một người không bảo, không tự thân mình giết đó, thì người ta có những cái lợi ích như vậy đó. Mà một người mà phạm vào cái giới sát sanh nhiều quá, dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát nha, sư bị rớt nét rồi ạ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ con cung thỉnh sư cầm trở lại ạ. Con kính nhân quốc đến sư. Dạ con tri ân thượng tọ và cảm ơn đạo. Dạ nam mô Phật thầy. Dạ dạ. Dạ người phạm giới sát sanh nhiều quá à. Dạ rồi, xin cảm ơn sư Trạng Đông. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái người mà sát sanh nhiều quá. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta mà sát sanh nhiều quá, chúng ta gặp những cái quả, cái quả nó sẽ rất là lớn. Cái quả lớn đó là gì? Cái quả lớn của cái việc mà chúng ta sát sanh quá nhiều đó, có nghĩa là chúng ta bị những cái bệnh tật, rồi chúng ta chết trong bụng mẹ, chúng ta bị đau ốm triền miên, rồi chúng ta sống trong cái cảnh sanh ly tử biệt từ nhỏ. Ở trong cuộc đời chúng ta thấy là có những cái đứa trẻ này, nó cũng có thể là nó mới vừa sanh ra đời, nó sống, nó vừa sanh ra đời xong thì bị người thân nó vứt, nó vứt bỏ. Chúng ta thấy vừa rồi báo chí nó đăng cũng nhiều đó, đúng không ạ? Báo chí đăng cũng nhiều, có nghĩa là có những đứa trẻ bị bỏ ở những cái cảnh chùa, rồi có những cái đứa trẻ sau khi mà cha mẹ nó sanh ra rồi cắt bỏ đi những cảnh chùa, đúng không? Thì đó chính là do cái việc mà những cái đứa trẻ đó đó, những cái kiếp quá khứ nó đã sát sanh quá nhiều, nó sát sanh quá nhiều, cho nên là nó đẩy những cái thân tộc của người khác đi vào đến cái cửa mà tử biệt sanh ly, cho nên đến bây giờ nó phải chịu cái quả như vậy. Nó đã từng đẩy người khác vào cái cảnh chia ly, nó từng đẩy người khác vào cái cảnh chia rẽ ly tán. Chính vì vậy cho nên là đối với cái người mà phạm giới sát sanh nhiều á, người ta sẽ là như vậy. Và khi mà mình giữ được cái giới sát sanh á, thì mình sẽ không có một cái vấn đề gì về sức khỏe hay tuổi thọ cả. Cái vấn đề tuổi thọ thì cái quý vị, khi mà chúng ta đang lỡ dở một cái công việc gì đó, khi mà chúng ta đang ấy làm một cái Phật sự gì đó, hay là khi mà chúng ta đang ôm ấp một cái hoài bão, một cái hoài niệm gì đó, thì những cái hoài bão, hoài niệm hay là những cái công việc của chúng ta làm nó không có dang dở. Đó là về cái tuổi thọ đó. Mà cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta cũng đừng có nghĩ là nếu như chúng ta có cái thân này là chúng ta khổ, đúng không? Thà chúng ta chết sớm hay là chúng ta mất đi sớm thì nó còn đỡ hơn. Nhưng mà các quý vị, nếu như mà chúng ta sống mà lâu hơn á, mà chúng ta làm được những cái việc tốt á, hay là chúng ta sống được trường thọ để chúng ta làm được hoàn thành những cái kế hoạch của mình á, thì nó cũng là tốt hơn, đúng không? Nó vẫn tốt hơn là chúng ta chết yếu. Nhưng mà nói như vậy thôi, chúng ta nói là trên cái khía cạnh như vậy để cho chúng ta thấy, để là cái người Phật tử chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích của cái điều sát sanh mà thôi. Nhưng mà ở trong hai cái câu pháp cú này, cái câu pháp cú số 3 này nè, chúng ta thấy là ở cái câu pháp cú số 3 có nghĩa là gì? Vô na hành tí, có nghĩa là không giết. Đó chính là gì? Đó là thân định. Đó chính là cái thân của cái vị đó trong sạch, đó là cái thân của vị đó được thanh tịnh. Và không bảo giết có nghĩa là gì? Không bảo giết có nghĩa là cái khẩu người đó được thanh tịnh, cái khẩu của người đó được trong sạch, đúng không ạ? Cái mức độ cao nhất của hai cái câu pháp cú đó, cái hai cái hành động đó đó, chính là cái thân của người đó được trọn lành, và cái ý của người, cái khẩu của người đó được trọn lành, cộng với ba hai cái câu đầu tiên là chúng ta hãy buông những cái hình phạt xuống đối với những cái chúng sanh ương yếu hay là kiên cường,
là những cái chúng sanh mà chúng ta buông cái hình phạt đó đó, thì chúng ta là cái người thành tựu về cái tứ vô lượng tâm, hay là chúng tôi vừa nãy chúng tôi nói đó là cái ý thanh tịnh, hay là cái ý trong sạch hoàn toàn. Thì cái thứ gì nguyên xuyên suốt cả ba cái câu pháp cú đó đó, là chúng ta thấy đề cập đến một cái người có cái thân trọn lành, đó là cái người đó không giết hại, không não hại những cái chúng sanh khác. Rồi cái khẩu trọn lành có nghĩa là cái người đó không bảo người khác giết, người đó không bảo người khác sát hại. Và đến cái ý trọn lành có nghĩa là cái người đó buông tất cả những cái hình phạt đối với những cái chúng sanh, cái người đó mang cái lòng từ bao la đưa đến cho tất cả chúng sanh. Rồi cái người đó chia cái lòng từ bi hỷ xã của mình đến cho tất cả chúng sanh, dù những chúng sanh đó là những cái chúng sanh còn lăn trôi trong cái vòng sanh tử luân hồi, hay đã không còn lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi, dù cho chúng sanh đó là những cái chúng sanh có còn bị khát ái hay không khát ái bao vây, rồi dù cho chúng sanh đó có như thế nào là hữu tưởng hay vô tưởng, thì cái từ vô lượng tâm hay là cái tứ vô lượng tâm của vị này vẫn đối với những cái chúng sanh đó không hề xê dịch, không hề di chuyển. Thì cái quý vị, sau khi mà bậc đạo sư nói lên cái điều đó, và chúng ta thấy là đối với cái câu kệ pháp cú số 405 này, ngoài cái việc định nghĩa cái chữ Bà La Môn, chúng ta thấy là ở trong hai cái câu pháp cú, mà ba cái câu pháp cú mà chúng ta học đó, là cái người buông hình phạt đối với những cái chúng sanh dù ương yếu hay yếu mềm, không giết hay không bảo giết, ta gọi người đó là Bà La Môn. Đó là một cái cách để cho chúng ta nhìn nhận về một cái người Bà La Môn mới. Đó là cái người đó là cái người trọn lành về thân khẩu ý. Thân khẩu ý của người đó đã được an trú vào trong tứ vô lượng tâm, vào cái sự trong sạch thanh tịnh hoàn toàn. Đó chính là những cái bậc hiền trí. Như ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh thì bậc đạo sư đã xác nhận rằng là, này các tỳ kheo, có ba cái đặc điểm để nhận biết một cái bậc thiện trí thức, đó là một cái người có thân hành thiện, có khẩu nói thiện và có ý suy nghĩ thiện. Thì kính quý vị, sau khi mà bậc đạo sư tuyên thuyết lên câu kệ pháp cú này, những cái chúng sanh hữu duyên sau khi quán chiếu về cái ý nghĩa, các cái ý nghĩa trong câu pháp cú đã phát sanh lên cái niềm tịnh tính, và đã có một số những cái chúng sanh đã chứng đắc được quả vị dự lưu. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Ma. Bài pháp của chúng tôi đến đây cũng vừa phải trong chi pháp và thời gian. Phần phước phát sanh lên, chúng tôi xin phép được chia đều đến quý chư tôn đức tăng ni, quý sư cô, chư thiện hữu, chư thức đang hiện diện trong room. Nhất là tối hôm nay khi mà chúng tôi đang ngồi tại tư gia của chúng tôi, khi mà chúng tôi ngồi tại ngôi tư gia của chúng tôi thì trước đây một cái người Úc ở trong room của chúng ta là room pháp cú kinh đó, là Sích Minh Liễu TBT, cũng là cái người MC ở trong room, cũng là một thành viên ở trong room Phúc Cú. Thì phần phước phát sanh lên, chúng tôi xin phép được chia đời đến cho hương linh của bà thân chúng tôi là Sĩ Minh Liễu TBT, cùng toàn thể thân bằng nguyện thuộc, cầu mong các ngài họ thọ hưởng phần phước này. Sau khi thọ hưởng đời thì các ngài sẽ thành tựu được những cái điều ước nguyện của mình. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và vào giờ này thì chúng tôi xin phép được chuyển mic lại cho room. Dạ, sa tố, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đính sư. Phawato sapa mangalang rakhan tu sapa de gota sapa buddha na pha vena sada sati pawantu te. Phawato sapa mangalang rakhan tu sapa de gota sapa dhamma na pha vena sada sati pawantu te. Phawato sapa mangalang rakhan tu sapa de gota sapa sangha na pha vena sada sati pawantu te.
tất cả phương hướng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng cao sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Đại đức Minh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ ti ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đê na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha map cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa tam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng thầm ma qua răng phá tiết cha tề sắp bề bi đục khát xa khá sồn tu sẵn khá dặn tha tu chi răng xa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút gà la sẵn khô hồ tu xa mắc vô quá á tha gia cha hi ta gia cha âm hề ra khăn tu sắc thầm mô sắp về pi thầm ma cha ri nô vô thêm sâm pa phú ni ya ma thầm ma ri ya pa huệ ni tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.